Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Chạy 8 Vĩnh Long 16, chạy 8 Bình Dương 80, chạy 8 Trà Vinh 32 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Điện thoại số chuẩn 3 miền Bắc Trung Nam 0528 907 084. Thank you.
Giải đặc biệt Vĩnh Long 792-255, giải đặc biệt Bình Dương 719-769, giải đặc biệt Trà Vinh 231-498. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.